Rồi, kênh cuộc sống thôn quê miền Tây tiếp tục với con 265 nữa bạn ơi. Rồi giờ này tài xế múc nhắn quá sâu nè, đắt nhiều lắm nè. Đó, trời ơi, cái gào gào nhỉ, gào không bự mà lấy đắt ghê hồn luôn các bạn. Nó cầm 17 mét mà bao đâm luôn, lấy nhắn sâu cả ghê hồn luôn. Đó. Đó, mình tranh thủ mình xe cuốc có làm mình quay cho các bạn xem các bạn. Thì quay giờ mùa giãn cách thì dịch bệnh đó các bạn, giãn cách xã hội nên không đi đâu được. Thì có cái xe này làm thì mình sẽ quay cho các bạn xem mua quay luôn ha. Tài xế này lấy đất nhắn sâu quá là nó cứng không ngon luôn. Quá ngon. Lấy đất cứng không à, nhấn sâu quá sâu. Đây là cứng không các bạn thấy không? Hả cái họng ra mà không rớt luôn. Thì cái đống đất nó chắc cũng sắp xong rồi đó bạn, quá đầy rồi. Đất ngon hết, biết ngon luôn, trứng không. Quá ngon luôn bạn, đất cứng không à. Đó bỏ chùi hết. Đó chừng chục cặp lên 20 chùi đất. Xong rồi bạn, đống đất nó xong. Họ qua sông nữa gái ơi. Họ qua cái hàng dừa đó, bả kêu chục hai chục gì nữa kìa. Chắc đổi tài quá. Này mấy anh tài xế nhà không hả bạn? Xin lỗi ha. Rồi lấy cái cây ha. Cây gạo. Thank you.
Rồi múc nước luôn. Kẹp lục bình á. Nước tứ ra cái đường luôn ha. Rồi bỏ 20 gạo gặp mé lề. Chắc cứng không các bạn, ngon ha, quá ngon, cứng ngắc, cứng ngắc. Oh, lấy cứng lấy cứng rồi sao nghiêng phà ghê không? Lấy con gà giữa sông luôn.
Rồi hẹn các bạn những video tiếp theo mình ha. Rồi mình sẽ tiếp tục quay những clip đăng sau lên cho các bạn xem về cái xe này nữa ha các bạn. Mùa dịch này khó khăn lắm nên sẽ quay nhiều clip về xe này ha các bạn.